Bản thân em cũng là một cái chiến binh mạnh mẽ. Em bị body shaming rất là nhiều. Và có một khoảng thời gian em rất là stress. Thậm chí là em căm ghét chính bản thân mình. Vì lúc đấy em còn chưa biết là bản thân mình muốn cái gì. Thì ngay cái giờ phút đấy, em cảm thấy rằng cái việc em nên làm không phải là tiếp tục stress như này, mà em phải lột xác, em phải trở thành một người khác. Em mất 5 tháng để giảm 25 cân. Và bây giờ trước khi xem là các bạn có thể đồng bo, đồng lòng và đồng chiến với lại các đội khác hay không đó, thì hãy xem clip dự thi của các bạn nha. Có một cái câu nói mà nhóm em rất là yêu thích, đấy là "What doesn't kill you makes you stronger". Điều gì mà không khuất phục được bạn, nó sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Em xin chia sẻ bản thân em là một bệnh nhân virus corona. Gia đình em 6 người ai cũng bị hết. Cả con nhỏ của em chưa đến 2 tuổi. Thật sự là con mình chưa đến 2 tuổi ấy, mà nghe là kết quả dương tính mình rất là sốt ruột ấy. Mình không biết là nếu mà nó không thở được thì làm sao mà nó có thể nói được với mình ấy. Như vậy là khi em đang tự trang điểm cho mình là cơ thể của em đang rất là mệt mỏi và đau đớn. Dạ vâng ạ. Cho chúng tôi được tỏ lòng khâm phục đối với em. Một chiến binh thật sự. Em cảm ơn ạ. Đối với em á, thì khi mà em nhận được cái đề bài của ban tổ chức lần này thì nó thật sự rất là chạm đến cảm xúc của em. Cái hình ảnh thiên thần ở trong video em đưa vào, hồn nhiên, nó vô tư, nhưng mà nó bị vùi dập. Em cảm thấy nó như là bản thân em. Em sinh ra ở vùng quê Quảng Trị, một cái vùng đất rất là nghèo và rất là thiếu thốn về những cái điều kiện. Nên là có những người khi mà nghe em xuất thân như vậy thì người ta nói là: "Ủa, mày ở đó thì mày biết gì về thời trang mà theo được. Ở đó thì em cũng sẽ chỉ tạo ra được những bộ đồ lỗi thời, không thể nào mà theo kịp cái gu của những bạn trẻ thành phố được". Và em chọn cách là em bứt phá, em khẳng định bản thân mình đối với mọi người. Có rất nhiều thí sinh ở lĩnh vực fashion design chia sẻ về đam mê của mình nhưng lại không có đủ điều kiện để theo đuổi đam mê đó. Với Trung Thanh Phong, ai cũng đều có những đam mê của riêng mình, nhưng mấy ai có đủ ý chí và đủ quyết tâm để theo đuổi cho đến cùng, và chắc chắn không có áp lực, không có kim cương. Thì bản thân em cũng là một cái chiến binh mạnh mẽ. Em bị body shaming rất là nhiều. Và có một khoảng thời gian em rất là stress. Thậm chí là em căm ghét chính bản thân mình. Vì lúc đấy em còn chưa biết là bản thân mình muốn cái gì. Thì ngay cái giờ phút đấy, em cảm thấy rằng cái việc em nên làm không phải là tiếp tục stress như này, mà em phải lột xác, em phải trở thành một người khác. Em mất 5 tháng để giảm 25 cân. Em cảm ơn bản thân của mình trong quá khứ đã cố gắng nhiều như thế, để ngày hôm nay thì em có mặt ở đây được cùng với Team 28 tham gia chương trình TikTok Fast Shop. Thay vì để các giám khảo tiếp tục nói thì tôi sẽ muốn các giám khảo thể hiện ý kiến của mình bằng ngôn ngữ cơ thể. Xin mời các anh chị hãy giơ phiếu bầu của mình. Chúc mừng cả đội, các bạn đã được phiếu tuyệt đối 5/5. Mời các anh chị vào vòng trong. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi.